Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh trai tuổi Canh Tý sinh năm 1970. Đây là video clip em Ba Tử Vi chia sẻ về cái tử vi vận hạn của cái năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của các anh, cũng như là cái vận hạn 6 tháng đầu năm của các anh nó tốt xấu ra sao. Đây là một cái video mà có thể nói là em chia sẻ một trong ba cái video đầu tiên cho cái năm Canh Tý. Vì sao? Vì nó thật sự ra nói, em đã nói ha, em có cái nhưng là có duyên với những người tuổi Canh Tý, đặc biệt là Canh Tý nam nữ mạng. Em từng đi đến sắp phong thủy cho rất là nhiều người tuổi Canh Tý, cũng như là gặp và đưa ra những cái ý kiến tư vấn của mình về cái vận hạn, cái phong thủy cho các anh. Cho nên mà có thể nói là có duyên, cho nên là em ưu tiên những cái gì mà mình có hữu duyên. Như em đã nói rất là nhiều rồi, ở trong những cái tử vi, cái video về tử vi cả đời của người tuổi Canh Tý, và cũng như là vận hạn những cái năm như 2016, 2017, 2018, 3 năm đó thì em đã nói khá rõ về cái thiên tính của các anh rồi. Cho nên là lần này em sẽ không có cần phải nhắc lại nhiều nữa. Mà phải nói rằng một người tuổi Canh Tý thì vốn dĩ là sống quá trượng nghĩa. Đôi khi là mình sống với bạn bè nó bên ngoài nó hết mình quá. Đôi khi mình tới hồi mình gặp nạn thì mọi chuyện nó cũng nhờ những cái mối quan hệ đó phần nào đem đến những cái điều tích cực trong cuộc sống cho các anh. Các anh chịu nặng nhất vẫn phải nói là năm 2018. Với đầy những cái gọi là trực thái tuế, đủ chuyện xấu hết. 2019 thì em đã nói rồi, như đã nói tới giờ lúc này thì 2019 thì các anh là chỉ chủ yếu là để khắc phục cái hậu quả của năm 2017-2018 để lại thôi, chứ không có nhiều tiến triển. Tuy nhiên nuốt qua cái năm 2020 với cái chữ canh, thiên can của chữ canh đồng hành với chữ canh của tuổi của mình, thì nó báo hiệu nhiều cái điều tích cực, may mắn hơn, thay đổi tốt hơn về cái vận hạn làm ăn của mình. Đó là một cái điều rất là tốt đối với người tuổi Canh Tý. Như em đã nói ha, cái người tuổi Canh Tý nam mạng thì chắc chắn trong cuộc đời sẽ có một lần trắng tay. Thì trong những cái năm vừa rồi thì 27, 26, 27, 28, 3 năm trắng tay là rất là nhiều anh bị coi như trong cái chuyện làm ăn nó bị xoay chiều, làm cho các anh là rơi vào cái hoàn cảnh nó cực kỳ khó khăn. Thì em có xem sơ qua năm Canh Tý thì rõ ràng nó cái chữ canh đồng hàng nó có phần nào đó giúp cho cái việc làm ăn bớt đi cái sự khó khăn, có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Tuy nhiên sao chủ của cái năm Canh Tý đối với tuổi Canh Tý của các anh là một cái sao Vân Hớn. Sao Vân Hớn nó lại là một cái ngôi sao gặp hành hỏa, thì người ta nói là sao Vân Hớn là chủ về rối rắm, nặng tay, công việc làm ăn thì chỉ ở chút trung bình thôi. Như lại được cái sao Vân Hớn nó lại là hành hỏa, nó khắc cái người mệnh kim, cho nên là đôi khi nó sẽ gây ra những cái sự khó khăn, nhất là ở trong những cái tháng xung, đặc biệt là cái tháng tuổi của các anh, cũng như là cái tháng mà lục xung là tháng Thìn và tháng ba Mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết coi xem là các anh tuổi Canh Tý nó sẽ ra sao. Người tuổi Canh Tý nam mạng á, thì là những người sinh từ ngày 06 tháng 2 năm 1970 cho đến ngày 26 tháng 1 năm 1971. Đó là những người chịu sự chi phối của tử vi tuổi Canh Tý. Mạng là xoa xứng kim, tướng tinh là người ta nói là xương con chó, nhưng mà tướng tinh thì con cào, cho nên là thường là những người có cái ý chí thông minh khá nhiều, và do nắm chữ canh cho nên là thường là phải một mình xây dựng sự nghiệp, ít có được nhờ vả gia đạo, gia đình, ít có nhờ vả được gia đình đó. Là như thế này nha, có thể là những người trong gia đình không đủ khả năng giúp đỡ mình, hoặc là có những người dù là có khả năng đi nữa mình gặp khó khăn cũng không nhờ vả được, mà chỉ là nhờ vả người ngoài. Người chữ Canh Tý thì đặc biệt rất là được cái người ở bên ngoài giúp đỡ, tại vì thường là những người sống trượng nghĩa, sống hiền.
Có một số anh thì rơi vào những cái tháng sinh như là người sinh tháng 9 nè, người sinh tháng 3 luôn. Đặc biệt là những anh sinh tháng 5, tháng hè thì chó mùa hè đó, thì mấy anh đó thì ba cái tháng đó, đó thường thì hay cái vụ gái vú lắm ha, hay bà này bà kia lắm nha. Rồi như vậy mà xét về cái tử vi á, thì mạng thì nếu như mệnh kim năm Canh Tý là một năm thổ, như vậy là tương sinh về bổn mệnh tốt. Khi mà bổn mệnh được tương sinh á, thì về mặt sức khỏe là không vấn đề. Người ta nói chủ về tất cả mọi việc đều thuận lợi. Thì tại sao vậy? Tại vì cái khi mà bổn mạng được tương sinh á, thì phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi hàng năm nó được phát huy hết tác dụng của nó. Vì thế là có thể hy vọng rằng với cái sự tương sinh của bổn mệnh vững chãi, thì các anh bây giờ chỉ cần cầu sức khỏe thôi, có sức khỏe là các anh sẽ có tiếp tục làm được. Người Canh Tuất là em đã nói rồi mà, ý chí rất là mạnh mẽ, và chỉ cần có sức khỏe lên tốt đẹp là có thể làm được tiếp. Sao chủ là bị sao Vân Hớn chiếu mạng, một cái ngôi sao đem chủ về rối rắm và nặng tay. Công việc làm ăn thì ở mức trung bình, không quá xấu, tuy nhiên nó là dễ đem về rồi sự rối rắm lo nghĩ, thì nói chung là cũng phải thôi. Dù là các anh đã có cái năm 2019 gọi là trung bình để khắc phục hậu quả của cái 3 năm tam tai để lại, nhưng mà chắc chắn có những người khắc phục được, có những người thì chưa đủ hết cái nợ, cho nên là mình chưa có thể khắc phục được. Người ta nói là nếu mà đàn ông gặp một cái sao này á, thì việc làm ăn chỉ ở cái mức tạm tạm thôi, tốt không quá tốt. Đề phòng là cái thương tật và đau ốm. Thường thì cái ngôi sao này nó cũng sẽ phát huy cái tác dụng xấu của nó ở tháng 3, tháng 9 và tháng 12, cho nên là nhớ cẩn thận. Đặc biệt là người mà Canh Tuất ở trong năm nay thì như cái sao hơn nó chiếu mạng như này, nó khắc mạng bổn mạng nữa, cho nên là tránh nuôi gia súc gia cầm, sẽ không có lãi có lời ở trong năm này. Hạn của năm á là bị hạn thiên la, thì hạn thiên la là một cái hạn nhẹ thôi, xấu nhưng mà nhẹ, gọi là tinh thần bất an. Cho nên là có thể nói nếu mà cái hạn này thì dễ gặp bị người chống phá, tuy nhiên là không chống phá được mình hoàn toàn, cuối cùng hết thì mình cũng giải quyết được vấn đề. Vận niên thì không tốt đẹp, đó là một vận tiếp tục là vận niên mã ngộ đao, tức là ngựa trúng thương xấu. Đây là một cái vận niên là hình tượng của cái con ngựa bị bắn cái tên vô trong đùi. Cho nên là có thể nói là vẫn chưa phải là một cái năm thuận lợi nhiều về công việc làm ăn, cũng có cái sự khó khăn đem đến, chứ không phải được suôn sẻ mọi thứ. Thiên can thì chữ canh gặp chữ canh á, là đồng hàng tương trợ, cho nên là về mặt công việc, thiên can thì nó thường mắng nhiều về công việc, cho nên là cái năm này công việc tương đối tốt đẹp, không đến nỗi nào khó khăn nữa. Địa chi tức gặp tí thì bình hòa thuận thành, chẳng có cái gì mà nó tương khắc nhau ở trong tử vi hết, cho nên là gia đạo tình cảm của người Canh Tuất ở trong cái năm Canh Tý không có vấn đề xào xáo xong nhiều, không có gì thay đổi quá lớn. Như vậy thì nhìn bề ngoài của cái năm thì không quá xấu, vì cái sao chủ Vân Hớn chỉ đem đến rối rắm thôi, chứ không phải là đem đến cái sự bế tắc ở trong công việc. Còn lại nè, hạn thì cũng nhẹ, vận niên xấu thì cũng không quá gì nguy hiểm. Thiên can thì tốt đẹp, địa chi thì bình thường. Như vậy thì nhìn chung cái tử vi của người Canh Tuất nam mạng ở trong cái năm Canh Tý 2020 là trên trung bình khoảng 6-7 điểm, 6 điểm thôi chứ không được 7 điểm ha. Như vậy thì em rồi đó, để coi xem thử coi là cái sao hạn, gọi là cái phúc tinh, tài tinh, phá bại tinh ở trong tử vi của năm nó sẽ xuất chiếu ra sao. Thì cung mệnh của tử vi Canh Tuất nam mạng năm 2020 thì có các sao như là Lộc Tồn nè, Bác Sĩ, Tràng Sinh và Bạch Hổ. Lộc Tồn tức là có tài, có lộc, có giữ lại, tuyên đi trước Bác Sĩ. Tràng Sinh nhưng mà là bị Bạch Hổ ở phía đằng sau, cho nên là tuy có tiền tài nhưng cẩn thận về mặt sức khỏe, có thể là phải đến bệnh viện, có một cái khoảng thời gian nằm một chỗ.
Bạch Hổ đi sau cùng thì tuy là cái Bạch Hổ mà đi riêng này á thì nó đem đến cái nhiều cái xấu ở trong cái cung bạn, tuy nhiên là nó đi sau cùng, nó đi sau Tràng Sinh thì dễ sinh ra những cái điều xấu ở trong cái việc bệnh hoạn, nhưng không quá lớn. Vì dù sao đi nữa thì nên nhớ là năm Thổ, bản mệnh là Kim, cho nên là có thể một chút khó khăn về bổn mệnh nhưng không có đến mức mà nguy nan, không có đến mức mà mất mạng ha. Rồi cung xung chiếu thì gồm có Thiên Khôi nè, Thiên Trù, Thiên Mã, wow, lại có Tam Môn và Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh. Nếu như nhìn chung với cái cung xung chiếu như vậy thì rõ ràng là Thiên Khôi, Thiên Trù, Thiên Mã thì không đến nỗi, nhưng mà Tam Môn đi trước Cô Thần thì rất dễ có tan của người đàn ông ở trong gia đạo của mình. Đặc biệt Phi Liêm mà đi trước Bệnh là người này có bệnh, đúng không? Sau đó mới ấy, chứ không có đột ngột mà qua đời. Cho nên là cần cẩn thận khi mà có người trưởng thượng mà đàn ông bệnh thì mình phải chuẩn bị tâm lý. Thiên Khôi, Thiên Trù, Thiên Mã đi xa không có lợi lắm ở trong cái năm này đối với người canh tuất, vì có Thiên Trù đi trước Thiên Mã. Rồi cung nhị hợp của cái tuổi canh tuất ở trong cái năm 2020 á, thì còn các sao Nguyệt Đức. Đây là một ngôi sao và đem đến nhiều may mắn ở trong công việc danh lộc. Nhưng mà bị tuyệt án ngữ, tuyệt án ngữ ở phía sau thì cái ngôi sao Nguyệt Đức này nó không được phát huy tác dụng 100%, mà thường là tuyệt là sẽ cắt bỏ 50% dù xấu dù tốt. Đặc biệt là đứng sau tuyệt còn có đại hao, tử phù, kiếp sát, phá toái, vào một loạt những cái phá và bại tinh, đem đến cái sự hao tốn ở trong công việc làm ăn, có thể là phải đầu tư, phải đừng có tin tưởng bạn bè mà đem ra, bởi vì có phá toái, thậm chí là có những người họ sẽ gây cho mình cái điều không tốt đẹp. Tuy nhiên là bị tuần nằm ở phía sau của tất cả các sao này ở trong cung nhị hợp thì nó cũng phần nào khắc chế bớt ha, làm cho cái đặc biệt là cái kiếp sát, kiếp sát đi phá toái, kiếp tử phù nè, kiếp sát phá toái mà bị tuần ở phía sau chặn lại thì cũng phần nào giảm bớt cái sự xung khắc, đặc biệt là kiếp sát với cái bổn mệnh của các anh ha. Như vậy thì về mặt cung nhị hợp, tức là cái cung mà xung chiếu vào mình để kết hợp làm ăn á, thì các anh cũng phải cần cẩn thận ở trong những cái người mà kết hợp làm ăn với mình, nếu không muốn họ gài bẫy mình nha. Cung tam hợp thì tử vi của canh tuất có là Thái Tuế, Tướng Quân, Đế Vượng, Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Tử Phù, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La. Đây cung tam hợp thì có Thái Tuế tọa thủ mà đi trước Tướng Quân, thì những người mà làm ở trong cái công việc mà quan lộc, cái công việc mà quan trường thì coi chừng những cái sự chống phá, làm cho cái đáng lẽ là cái vị trí của mình năm nay, cái năm canh tuất sẽ được lên, nhưng mà với Thái Tuế mà vào cung tam hợp như thế này, tọa thủ ở cung tam hợp đứng trước Tướng Quân và Đế Vượng thì coi chừng không được như ý. Sẽ có nhiều cái điều mà chống phá lắm. Tuy nhiên có Quốc Ấn và Hoa Cái là cái sự sinh sôi. Quốc Ấn là một cái sự khẳng định về gọi là cái quan lộc, tài lộc, danh lộc trong quan trường. Đi trước Hoa Cái là một cái ngôi sao có thể nói là về con cái, về sinh sôi, thì có thể nói là con cái của mình sẽ ngược lại được cái nhiều điều thăng quan tiến chức. Long Trì, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La năm nay có làm việc gì đó mà về nước thì cũng có tiền có lợi. Các anh mà năm nay mà làm cái gì đó mà liên quan tới nước thì
dễ phát huy được tác dụng của mình. À, tất cả những cái sao này bị tuần án ngữ phía sau, cho nên có thể nói bộ sao này ở trong cung tam hợp đem đến nhiều điều xấu hơn là tốt. Tuy nhiên nó bị tuần án phía sau là vô tình đã làm cho cái sự hung hại của cái cung tam hợp này giảm xuống rất là nhiều, giảm đi 50%. À, dù là thái tuế thọ thủ đi nữa thì gặp tuần thái tuế này cũng nhẹ nhàng thôi. Như vậy có thể nói là trong cung tam hợp, trong cái rủi vẫn có cái may, vẫn có cái điều thắng lợi, chứ không phải là đi đến cái mọi cái điều mà không tốt đẹp không. Như vậy thì tổng hợp chung của cái tuổi Canh Tuất nam mạng ở trong năm Canh Tý 2020 thì nhìn chung về mặt làm ăn vẫn tốt đẹp hơn là cái năm Kỷ Hợi 2019. Tuy nhiên là như đã nói, mình nói là năm Canh Tý 2020 là một năm chính tinh không rõ, lại là năm Tý thổ, tức là chuột mà ở trong hang, cho nên nó là thường thì mùa màng nó sẽ không có thuận lợi, dễ gây mất mùa mất mát. Cho nên các anh làm nông nghiệp nhớ cẩn thận, đừng đầu tư quá lớn, vung tay quá tràng ở trong cái năm như thế này thì nó sẽ xảy ra nhiều điều không tốt đẹp. Đặc biệt là người Canh Tuất thì làm là thích làm lớn, kỳ đó. Cho nên là nhớ cẩn thận, ở trong năm này vẫn chưa phải là năm gọi là được thắng lợi hoàn toàn, chỉ là một năm trên trung bình thôi. Đối với tuổi của các anh xét về các cái phúc tinh, phá tinh, bại tinh cũng như là tử vi cả năm của các anh đối với cái năm như thế này. Bây giờ thì mình vận vào 6 tháng đầu năm thì với cái tử vi của 6 tháng đầu năm nó sẽ ra sao, tốt hay xấu, để mà các anh biết cương nhu ở trong tháng nào. Đầu tiên hết thì chúng ta phải nói đến cái tháng giêng của năm Canh Tý 2020, tức là tháng Mậu Dần, một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh thì tháng giêng là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mệnh. Cả năm là đã được tương sinh về thổ sinh kim, bây giờ mạng được thổ sinh kim nữa, rõ ràng là đây là một tháng tốt. Thiên can Mậu Canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Chữ Mậu nạp âm ngũ hành là thổ, chữ Canh là kim, như vậy nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh. Mệnh được tương sinh rồi, thiên can lại được tương sinh, tốt. Nạp âm ngũ hành được tương sinh. Địa chi là Dần Tuất, là thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất. Như vậy là đây là cái dấu hiệu không chỉ may mắn cho gia đạo đâu, tại vì cái phần địa chi thì như đã nói ở nhiều cái video trước thì nó liên quan với phần gia đạo tình cảm. Khi mà có tam hợp gia đạo tình cảm như thế này thì nó còn có tương trợ cho các mối quan hệ xã hội trong làm ăn. Như vậy thì tháng giêng là một tháng có thể nói nhiều cái sự may mắn và tốt đẹp đối với tuổi Canh Tuất, vì mạng được tương sinh, nạp âm ngũ hành của thiên can cũng tương sinh, địa chi tam hợp, rõ ràng là tốt đẹp nhiều thứ cho người tuổi Canh Tuất. Tháng thứ hai của năm Canh Tý, tức là tháng hai âm lịch đó, là tháng Kỷ Mão, một tháng thổ tiếp tục. Như vậy thì xét về trụ mạng cũng sẽ giống như tháng giêng, là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh và tài tinh tiếp tục được hưởng lợi nhờ cái tương sinh về bổn mạng. Rồi là thiên can là Kỷ với lại Canh, Canh Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tiếp tục Canh cũng là kim, Mậu Kỷ là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can tiếp tục tương sinh, công việc tiếp tục dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Các anh đừng có quá manh động ha. Tháng giêng vẫn là tháng vẫn tháng giêng xong tháng hai là công việc có sinh tài lộc em ha. Các anh mà Canh Tý bên các anh Canh Tuất là thấy ổn rồi đó. Địa chi Tuất với Mão là thuộc nhóm lục hợp. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà đặc biệt là còn cho cả công việc nữa. Ở trên là Dần Ngọ Tuất tam hợp, dưới này là Tuất với lại Mão lục hợp, cho nên có thể nói tháng 1, tháng 2 là hai tháng có nhiều điều tích cực, lẫn từ công việc cho đến tất cả mọi thứ ha, bổn mạng và cả tình cảm gia đạo. Hy vọng rằng là mới đầu năm với cái sự khởi đầu có nhiều cái sự may mắn như vậy, các anh tuổi Canh Tuất sẽ cảm thấy là mình ok.
tiếp tục đó là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Tháng này là tháng Canh Thìn. Thìn với Tuất thì xét về địa chi là lục xung ha. Thì bây giờ xét xem nó sao. Thì tháng Canh Thìn thì thuộc kim, như vậy mệnh kim đồng hành bổn mạng sức khỏe cũng không có vấn đề gì ở trong tháng này. Với cái bổn mạng sức khỏe được tương sinh, thổ sinh kim, bây giờ là kim đồng hành cho nên là bổn mạng sức khỏe không vấn đề. Thiên can ấy, thì chữ canh cũng đồng hành, công việc tiếp tục là thuận lợi. Tuy nhiên là địa chi là Thìn gặp Tuất và thuộc lục xung, gia đạo tình cảm sẽ có đôi chút khó khăn, nhiều buồn phiền, đặc biệt là cái mặt quan hệ xã hội ở trong cái tháng 3 này dễ gây ra cái điều tiếng không tốt đẹp. Cẩn thận cái thằng hãy to hót ha, mình làm ở cơ quan người kia nó sẽ hay chọc ở trong tháng này, gây điều phiền toái cho các anh. Dù gì đi nữa thì các anh cũng vẫn bị thái tuế tọa thủ ở trong cái cung tam hợp nha. Tiếp tục là tháng 4 âm lịch của năm 2020, tháng Tân Tỵ. Tháng Tân âm lịch là tháng Tân Tỵ, tiếp tục là một tháng kim, như vậy cũng giống như tháng 3, mệnh đồng hành bổn mạng sức khỏe không vấn đề, tốt. Thiên can Tân Canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng, nó cũng sẽ giống như là tháng 3, công việc cũng chưa có gì là bị khảo sáo khó chịu. Tháng 4 là tháng Tỵ, cho nên là địa chi Tỵ Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy là ok, không có vấn đề về tình cảm gia đạo giống như tháng 3. Tháng 4 tốt đẹp hơn, êm ả hơn một tí. Như vậy 4 tháng đầu năm là công việc không vấn đề, với 2 tháng rất là thuận lợi. Tháng 3, tháng 4 thì trung bình thôi. Nhưng mà tháng 3 thì nhớ cẩn thận về mặt tình cảm gia đạo, đặc biệt là với cái sự đâm sau lưng của người nhỏ tuổi nam mạng. Tiếp tục là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ, một tháng mộc. Như vậy thì mệnh sẽ không tốt đẹp. Vì sao? Vì kim của các anh, các chị, kim của các anh sẽ khắc mộc. Nếu như bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần phải cẩn trọng. Không tốt đẹp lắm ha. Như đã nói, mình bị tháng khắc bổn mạng là xấu nhất. Thứ nhì là bổn mạng khắc tháng, sau đó là mới sinh xuất bổn mạng. Thì như vậy thì mới cẩn thận một tí xíu về sức khỏe bổn mạng của các anh ở trong tháng 5. Thiên can Nhâm Canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tiếp tục là một tháng công việc không có vấn đề, có chút có lợi. Vì sao? Vì địa chi là Tuất gặp Ngọ là thuộc nhóm tam hợp dần họ tình, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc và các mối quan hệ. Như vậy tháng 5 khoanh lại tốt hơn tháng 4 luôn, vì nó được cả địa chi tam hợp. Chỉ có về bổn mạng là phải lo lắng một tí xíu, vì dù sao đi nữa là kim nó khắc mộc, bổn mạng của các anh khắc mộc ha. Tháng 6 là tháng Quý Mùi, tiếp tục là một tháng mộc, cho nên là bổn mạng của tháng 6 cũng không khác gì tháng 5, là kim khắc mộc, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Như đã giải thích ở trên tháng 5 thì hãy để ý một tí xíu về bổn mạng. Thiên can Canh Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Canh thì thuộc kim, quý thì thuộc thủy, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên tháng này cẩn thận hao tài nhưng không quá lớn, hoặc là cái tiền tài đó mình chi trong cái sự tính toán của mình. Địa chi Tuất Mùi thì lại là thuộc nhóm tự hình, so với lục xung hay là lục hại thì tự hình nhẹ hơn nhiều. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, cho nên là gia đạo tình cảm sẽ có điều không vui vẻ, đặc biệt là với cái sự chống phá của bên ngoài, với cái sao chủ thái tuế nằm ở trong cung tam hợp, kết hợp với cái tháng này thì rất dễ đem đến cái chuyện buồn phiền trong cái mối quan hệ giữa đồng nghiệp của với nhau, cho nên cẩn thận. Gặp tháng là mệnh kim khắc mộc nữa thì phúc tinh và tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, do là cái bổn mạng nó không được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh sẽ yếu đi, rất dễ gây ra, đặc biệt ha, phúc tinh mà mấy cái sao tốt nó không có tác dụng, đặc biệt như tuần triệt nó yếu đi thì đại hao nằm ở trong cung nhị hợp sẽ tạo ra cái sự hao tốn. Cẩn thận ký tả giấy tờ tiền bạc ở trong cái giai đoạn này của tháng năm
tháng 6 âm lịch. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong, chia sẻ với mọi người cái tử vi vận hạn của cái tuổi Canh Tuất Nam Mạng sinh năm 1970 trong 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý 2020. Bên cạnh những việc tích cực về công việc làm ăn thì cái việc về một chút xíu khó khăn về gia đạo tình cảm ở trong hai cái tháng như tháng 3 và tháng 6, mọi người nhớ cẩn thận. Hy vọng rằng là những cái thông tin mình chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích được các anh tuổi Canh Tuất, vốn dĩ là một người trong những người có rất có duyên với mình, được một cái thông tin bổ ích mà ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng vào cái năm Canh Tý để có một cái năm Canh Tý thật sự thành công và thuận lợi. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống cũng như là anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!